sớm ra bên xe cửa hàng các bạn nhé. Đây, Thái Nguyên là nửa Hưng Nam Định, em là một thùng xe là toàn pin. Ở tận nhà các bác, cái loại xe này nó lớn 2m1 thì mà để nó phỏng rồi. Vào xe hàng này các bạn. Ông chủ xe ông nhiệt tình ông mốc hộ. Sớm là một số là fit, là fit quan cá có fit là hàng đi ầm ầm các bạn nhé. Các bác lấy chục tấm ở đi Nghĩa Hưng Nam Định à, luôn qua điểm xe chở tận bến các bác nhé, gửi xe yên tâm đấy.